về nụ thì cho nó vào không? Đây các bạn ạ, đây là tôn vách tôn bưng công container của mình nhỉ, các bạn nhé. Dày 1.2 các bạn ạ, rất cứng luôn. Mình chấn này nó tăng cứng này các bạn. Bây giờ là mình sẽ cho anh em bưng cái công sáng ngày mình đang đóng này các bạn. Các bạn xem nhé. Đây các bạn, mình đã bưng cái đầu đốc rồi các bạn ạ. Vậy là mình bưng đằng hậu, đằng vách bên hậu đấy các bạn. Đây mình đã bưng xong đầu đốc rồi. Hôm nay mình quay thật là chi tiết là cách gióng lên một cái công toner văn phòng như thế nào. Các bạn có nhu cầu muốn thuê và muốn mua thì cứ gọi điện cho mình các bạn nhé. Mình vừa bán vừa cho thuê luôn các bạn ạ. Mình có cả công 20 feet đến 40 feet và mình làm theo chiều rộng chiều cao theo yêu cầu của khách hàng các bạn ạ. Đây, mình đã bưng xong đầu đốc rồi các bạn. Bây giờ mình bưng cái hai bên nữa. Những tấm vách bưng đây là mình chấn theo từng tấm rồi các bạn ạ. Là cứ thế mình đưa lên là mình hàn thôi. Rất là nhanh. Mình nói lại nha, cái phụ kiện để gióng lên một cái công như thế này mình có đủ các bạn nhé, có đủ hết. Nên các bạn nào có nhu cầu mà muốn mua công, nguyên cái công cũng được, và thuê cũng được, và có thể mua phụ kiện về tự gia công cũng được, mình cũng bán các bạn nhé.
Đây là mình bưng bên hậu anh em nhá. Mình bưng bên hậu đây anh em. Đấy, cứ tấm như thế này mình đã chấn gân chắn rồi, chặt theo quy cách rồi, cứ đưa lên là dán là hàn rồi anh em, rất nhanh luôn. Anh em ạ. Anh em thấy đấy. Đợt trước thì nó ăn một cái máy ăn này đặt đắt tiền cho nó tự chạy mà này đấy đâu có cái làm suốt này đặt đắt tiền hôm nó quảng cáo trên mạng này lấy số điện thoại cho ông chú gọi đòi 350 triệu mà tới đi thố đấy đợi bao giờ đám nhặt được tiền năm nay chưa nhặt được. Rất nhanh anh em ạ, tại vì mình đã chấm từng từng miếng vách rồi, nó cứ theo ba lem rồi cứ đưa lên là để hàn thôi, nên là bừng nhanh lắm. Nên anh em có nhu cầu mua nguyên cái công hoặc là thuê hoặc là mua phụ kiện về tự gia công thì mình đều bán hết anh em nhé. Nhìn hàng của mình đều chấn thép thiếc nó dày dặn, toàn thép loại một đấy anh em. Đây các bạn ạ, đây là mình đã bưng xong cái tấp cái vách đằng hậu các bạn nhé. Coi như là mình đã hoàn thiện cái vách đằng hậu rồi anh các bạn ạ. Các bạn nào có nhu cầu mua công văn phòng và thuê công và mua phụ kiện để về gia công hàn cái công này thì cứ gọi cho mình, số điện thoại mình để trên màn hình đấy các bạn. Đây là mình đời sáng, các bạn nhìn sáng mình giống đấy. Giờ là mình đã bắn xong vách đằng hậu rồi và một vách đầu đốc, bởi còn một bên đầu đốc này nữa và đằng này làm cửa nữa đây xong, và mình sẽ lát sàn gỗ các bạn nhé. Nói nghe nó hiểu. Cứt. Mày hiểu cái kiểu thế. Mua cho anh con này.
quên mất anh này quên cái đó. Đang đi thi gặp kia nó xấu. Chào. Đội xe đẹp. Đi nữa. Quá mà. Đi nữa, bên này. Nữa. Đây khi cái công mình hàn xong là nó như thế này các bạn ạ. Cái mẫu này của mình là làm hai cửa sổ các bạn nhé. Một cửa sổ đây và một cửa sổ đây. Và cửa đi đây. Và có loại mẫu là có một cửa sổ to các bạn ạ, tùy theo thiết kế. Thì các bạn nào có nhu cầu mua container và thuê công văn phòng, quán cà phê, homestay, nhà ở thì gọi cho mình và mình đồng thời mình bán hết cả các phụ kiện để hàn lên một cái công này các bạn nhé. Tất cả đủ để hàn lên một cái công nữa. Các bạn muốn về gia công đấy thì cứ gọi cho mình. Rồi mình xin phép dừng video ở đây nhé. Chào các bạn. Chào các bạn nhé.